Thưa quý vị, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội, chỉ tính riêng trong năm 2015, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông, làm chết 81 người, mà nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn được xác định là do người đi bộ vi phạm luật giao thông. Trước những diễn biến khó lường của người đi bộ vi phạm luật giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 09 về việc mở đợt cao điểm tập trung kiểm tra xử phạt đối với những người đi bộ vi phạm luật giao thông. Sau hơn một tháng thực hiện kế hoạch xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông, vẫn còn nhiều khó khăn, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình Alo Đường Dây Nóng. Trước cổng Bệnh viện Ca, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, một người, hai người, rồi một nhóm 3-4 người đi bộ bất chấp dòng xe qua lại để băng qua đường. Cứ như vậy liên tục hết tốp này đến tốp khác, bất chấp nguy hiểm. Mặc dù chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ chỉ cách đó không xa, tuy nhiên lại vắng người qua lại. Muốn đi sang bên kia mua cái ăn hay là mua cho bệnh nhân, muốn đi trong rừng thì lên kia thì xa quá. Không chỉ riêng trước cổng Bệnh viện Ca Tân Triều này, mà tình trạng người đi bộ vi phạm luật giao thông còn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường. Mỗi người vi phạm lại có một lý do riêng để biện bạch cho hành động của mình. Thì tôi thấy là băng qua đường thế thì cũng nguy hiểm, nhưng mà nếu mà không băng qua đường thì cực kỳ tốn thời gian. Thì một đoạn đường rất dài, sau đấy thì nó mới có kẻ đường. Thì tôi bị bất chấp đi. Dù là lý do gì thì đây cũng là hành động vô cùng nguy hiểm, chính là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông. Mà chỉ tính riêng trong năm 2015, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, mà nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn được xác định là do người đi bộ vi phạm luật giao thông. Trước những diễn biến khó lường của người đi bộ vi phạm luật giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 09 về việc mở đợt cao điểm tập trung kiểm tra xử phạt đối với những người đi bộ vi phạm luật giao thông, trong đó tập trung vào 12 quận nội thành. Phòng Cảnh sát Giao thông đã xây dựng với kế hoạch tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm đối với người đi bộ. Thì sau một cái thời gian triển khai thì Phòng Cảnh sát Giao thông tôi đã xử lý được trên 700 trường hợp đối với người đi bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông, với các lỗi vi phạm chủ yếu là đi không đúng phần đường, rồi qua đường không đúng nơi quy định và rồi mang vác hàng công cành. Tuy nhiên, việc xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông còn gặp nhiều khó khăn, như tình trạng dùng vỉa hè làm nơi kinh doanh, chỗ để xe, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ diễn ra phổ biến trên một số tuyến đường ở Hà Nội, hay hạ tầng giao thông còn chưa đáp ứng được nhu cầu, nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì không có đèn tín hiệu ưu tiên, nơi thì lại phải đi quá xa để được sang đường đúng luật. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Công an thành phố, Ủy ban thành phố để chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xử lý dứt điểm các cái trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, rồi các cái điểm trông giữ xe phương tiện để làm sao cho cái lòng đường, cái vỉa hè nó thông thoáng để đảm bảo cho người đi bộ đi lại được thuận lợi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo để rà soát lại cái hệ thống về vạch sơn, kẻ đường, đặc biệt là cái chu kỳ đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo cho cái việc người tham gia giao thông đi bộ đi được lại được thuận lợi và thuận tiện, để phòng ngừa cái ùn tắc cũng như đặc biệt là cái tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ trong cái thời gian tới. Trong nhiều trường hợp, khi cảnh sát giao thông phát hiện ra lỗi của người đi bộ vi phạm luật giao thông để xử phạt thì người đi bộ lại không mang theo giấy tờ tùy thân hay tiền mặt để nộp phạt. Theo đại diện của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Hà Nội cho rằng đây cũng là một khó khăn gặp phải khi xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông. Việc xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông là một trong những biện pháp cần thiết để giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, để quy định này thật sự hiệu quả thì cần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng cho người đi bộ, hướng tới nền văn hóa giao thông tiên tiến.